không chịu chứ. Mà giờ nó bị nhiễm quen rồi. Đó. Này là bác ba của Khi Đi. Cho vẻ bển năm nữa lớn lớn rồi nói tiếng Mỹ không nghe gì. Năm đó nhưng mà chỉ cần ngày 2 tháng 4 cũng được nha. Giữa tháng 4 á. Mày sắp phanh phanh hả chị Phúc? Hả? Thường lăng á, nổ quên. Không. Không muốn cho đi thì chỉnh luôn. Nó hơi. Mà cần á. Đâu mày? Nắm đi không? Rồi. Cái bộ này là của hộ cái bộ này là cái bộ mà
còn mấy con mai cột, mấy ba cột con mai cột nha, còn mấy lắc, con lắc rồi. Mày nói lại, để đắp lại. Rồi mày đẩy cái tên nha. Mày là chiên mắt. Mày đẩy nha. Rồi đã. Ba. Còn con con thu. Ba. Ba. Cái gì đáng ba cũng sợ mặt. Thường thường đầu Trung Quốc chứ đầu của Nhật nhiều. À, quên. Hả? Quên rồi. Con nào? Con nào hả? Chị Nam vô còn thay anh con nhỏ con tiều mà hôm qua bán quá trời bán là đều không bán không bằng người ta. Ôi sao có con mắt. Cái này là lũ đạn nè. Không thôi chứ nằm vào á, thôi vậy. Thôi, có thẩm nói em hả? Đi vô mệt quá nên nằm nghỉ. Không quậy á. Bây giờ không bị nghe gì vậy chứ nghe. Hỏi để con đưa. Rồi ạ. Không được. Đây là tổng thống Bush, không phải đi coi cho tù rồi đó. Đây là tổng thống Bush. Rồi. Cô dâu đang đi. Đó rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy nữa. Đó, tôi vô rồi. Thấy không? Ừ. Cháu em. Hoàng Hiếu em. Ví dụ. Hoàng Bộ em. Mượn em sao? Giỡn ra em được. Giờ mình lên TV được không? Được. Gái này em nha. Rồi đâu hết. Thà là cũ nè. Đó, ừ, chơi đi. Tú là mình lấy nhỏ chữ đi nhỏ tầm tủ á. À, chắc không từng quẩy nữa. Cháu được lớn rồi. Muốn quay nhiều. Gần 2 tuổi rồi. Đây là Ngọc Tú. Ủa gì trốn đó con? Đó, cậu quay dịch con với con, cậu quên rồi. Quay Sơn rồi, Sơn đẹp trai quá, quay đó. Con nào chưa có chồng? Chưa có chồng mà. Ok, nhỏ đó có chưa có chồng phải không? Rồi. Ai con? Ai quay hả? Cha phải không? Dạ, cháu. Rồi tự nhiên đi. Rồi tự nhiên cho ta lấy cho nó. Không nhà nữa. Con Sáu đi đâu chưa hả? Mới lên đây. Đi vòng vòng mà quay lên đây à. Có khách. Nói là mày không nói tôi quýt quá. Thật có khách. Nói mày. Có khách. Tự nhiên coi đẹp cái ghê nó. Sao có màu rồi hả? Ở trong nó có màu, ngoài nó có màu. Ê, chưa? Cái này. Xe đi bắt kẹt đi. Chừng án cái kiến không thấy mặt nữa. Ô kìa, không thấy rồi. Ông giỏi quá Tin ơi.